Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan hạng C số tự động, quý vị và nhá. Đó chính là chiếc xe Chevrolet Cruze. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, form mới 2016, màu bạc rồi các bạn nhá. Chiếc xe này thì mới lăn bánh được hơn 9 vạn km. Đây đồng hồ công tơ mét đây các bạn này. Lăn bánh được hơn 9 vạn km nhá. Xe cũng đã được trang bị màn hình Android rồi này. Và phiên bản LTZ là phiên bản đủ. Đấy, lắp ráp tại, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam này. Đấy, sản xuất là năm 2015. Đấy, như chiếc xe này là form mới rồi các bạn nhá. Phiên bản LTZ là phiên bản đủ, trang bị đầy đủ này. Từ cửa sổ nóc này, ghế da này. Đấy, và đồng hồ đây các bạn này. Có hơn 9 vạn km thôi, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhá. Màu bạc đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn này. Rất đẹp luôn. Tapi cánh cửa này, nội thất ghế da này đấy, đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Chai nước đấy, trải sàn da rồi này. Đây là phần cốp sau các bạn nhé. Đấy, phiên bản LTZ chữ này là con đang bị dán nhầm đây này, dán lệch này, dán lệch này. Camera lùi, cảm biến lùi rồi này. Biển Hà Nội bạn nhé, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và đây là về cái phần sườn, sườn bên phụ bạn này. Chúng tôi mua về là nó cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu, chỉ có xước sát này thôi này. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tận 2025 cơ. Đấy, cụm đèn chưa có bị xước sát gì luôn này. Đèn gầm, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 290 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Chevrolet Cruze 2015 form mới 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ ga chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Đấy, đây là về phần động cơ của bạn nhé. Chiếc xe này là còn đẹp và còn nguyên bản này. Chúng tôi mua về là chưa có dọn dẹp gì đâu bạn này, vẫn còn bẩn nguyên. Ốc cabo nguyên zin này, keo chỉ cabo này. Đấy, keo chỉ cabo là còn nguyên zin luôn các bạn nhé. Đấy, keo chỉ nguyên zin, rất đẹp luôn. Động cơ này còn nguyên các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn các bạn ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Chevrolet Cruze 2015 form 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đây là cái phần cốp sau của bạn này, được keo chỉ cốp sau còn nguyên zin này. Phần sau rất là sạch nhá, chưa có bị xước sát gì cả này. Lốp xưa cua còn rất mới và chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy, về cái phần cốp sau, cánh cửa sau bên phụ đây, cánh cửa sau bên phụ này, keo chỉ nguyên zin. Lắp bi cánh cửa cũng còn đẹp, mới luôn ạ. Nội thất này, toàn bộ những cái phần nỉ trần này đều rất là mới luôn các bạn nhá. Ở những chiếc xe phân khúc sedan hạng C gần như là đều chủ xe đều là chạy rất là ít. Đấy, tắp bi cánh cửa này, keo chỉ này còn nguyên zin và rất đẹp luôn bạn nhá. Nội thất này toàn bộ từ tắp bi tắp lô này, đấy, đều rất là mới các bạn nhá.
Và nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Chevrolet Cruze 2015 model 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp trên này. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trong người bán, vạn người mua hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.